quá đà anh em ạ. Đấy, con này anh em mình có thể là hạn được và chạy hai cái điều hòa. Đó, con này là giá bây giờ là 5 triệu mà giảm là 1 triệu 500 ngàn. Còn lại là 3 triệu 500 ngàn. Hôm qua mình test hai cái điều hòa ha. Rồi là quạt, rồi là tivi, rồi tủ lạnh, xài cực kỳ. Đây là một trong những cái máy phát điện của dòng Bộ Quốc phòng, cho nên là về cái chất lượng nha. Anh em đi vào cụ thể cái máy này. Đấy. Máy này thì anh em ơi, thiết kế cho anh em này nhá. Con này chạy xăng ha. Đấy, 3 ký về cái phần như vậy là về cái phần sườn thì phải nói rằng là nó cực kỳ là cứng cáp nha anh em nhá. Về phần sườn này cứng cáp này. Đây là cái model này 4.500 ha. Yamalong Bộ Quốc phòng này. Đấy, về của nó là bình của nó là 15 lít này ha. Giật nổ anh em, giật nổ nhá. Con này cực kỳ nhẹ nhàng, sử dụng phích cắm này. Đấy, đây là công tắc bật nguồn này, đây là sạc 12V bình này. Đó. Thì con này bình này là motor của nó là dây đồng 100% nhá, chế độ giật nổ nhá. Đây. Thì đây là khóa xăng này. Thấy chưa? Đó, khi nào mình bật lên là khóa xăng. Thì khi nào mà anh em mà xài á, ví dụ như anh mình đang xài và khi nào anh mình ngừng hoạt động thì mình nên khóa xăng lại này và cho nó máy chạy hết đi thì nó sẽ không có cái bình xăng con, thì cái độ bền của máy rất là tốt nhá. Đấy, sản phẩm chính hàng. Con này thì bảo hành cho mình lên đến là 12 tháng bảo hành nhá. Và giá là 3 triệu 500 ngàn. Giá của nó là hơn 5 triệu mà giảm, hôm nay là giảm 1 triệu 500 ngàn là còn lại là 3 triệu rưỡi. Con này rất là ngon. Chế độ giật nổ này. Đây là cái dơ le này. Khi mà mình bật công tắc lên anh em ha. Đây. Rồi, mình sẽ gạt nó về bên này. Và mình sẽ mở bực khóa xăng lên. Mình giật nổ nha anh em. Này. Thấy chưa? Bật lại nhá. Đó. Nó là nhẹ nhàng, cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Đó. Quá đã anh em, một con máy phát điện thật sự là máy chạy rất là êm nha anh em nhá. Và giá của thị trường là hơn 5 triệu một con mà bây giờ là giảm còn lại là 3 triệu 500 ngàn là anh em là sở hữu ngay một con máy phát điện đẳng cấp nhá. Hàn thử cho anh em xem này. Nhá, hàn cho anh em xem này. Đây, bật lên, bật điện lên này ha. Hàn anh em xem này. Nó là nặng nhất rồi. Ở trong những cái máy là hàn được máy mini rồi. Đấy, giá có 3 triệu 500 ngàn. Đây, tắt cái này đi ha. Máy êm ru. Đấy, máy êm ru. Xài rất là sướng anh em nhá. Đấy, giá hơn 5 triệu. 5 triệu giảm 1 triệu 500 ngàn. Còn lại có 3 triệu 500 ngàn. Anh em đã sở hữu ngay một cái máy phát Bộ Quốc phòng. Thật sự là lúc này thì là một trong những cái dòng máy được giảm giá mạnh nhất đến thời điểm hiện tại. Hôm nay mình lên clip này để như vậy là giới thiệu cho anh em mẫu máy phát điện 3 ký sử dụng ra đi. 3 ký anh em ha. Đó thì con này á thì hiện tại mình đang bán giá rất là rẻ luôn anh em. Mình đã test thử cho anh em xem này. Hàng của mình hôm nay cũng đi rất là nhiều anh em này ha. Đó. Viettel quá trời đơn phải không? À đây. À, con này rất là khỏe luôn, mình test thử nhá. Mình đang test này. Đó. Đèn này, chiếu sáng này, nói chung là gia đình thoải mái luôn. Ha. Đó. Nói chung là nhà mình mà sử dụng một cái máy này thì nó quá là đẳng cấp rồi. Ở đây là điều hòa luôn. Điều hòa thì mình bật sẵn anh em luôn này. Đây. Đó, mình test cho anh em luôn ha. Đó, điều hòa là sử dụng luôn nhá. Điều hòa, tivi, quạt máy, nói chung là ở nhà là sử dụng thoải mái. Sau này thì mình sẽ sử dụng bếp này anh em. Đây. Đó, bếp thì nó sẽ sử dụng luôn một cái tủ lạnh luôn ha. Một tủ lạnh to đùng luôn anh em. Đó ha. Đó, anh em mà mất điện thì liên hệ với mình này ha. Đó ha. Trời ơi, một cái máy như vậy là một cái máy phát điện quá rẻ luôn anh em ạ nhá. Cực kỳ rẻ luôn. Giá cho anh em mình là rẻ lắm. 3 triệu rưỡi đi ha. Đó. 3 triệu 500 ngàn anh em mình sở hữu ngay một cái máy phát Yamalong hàng chính hãng anh em ha. Đấy, cam kết cho mình là dây đồng 100%. Đấy, hàng về anh em này. Đấy, nguyên một lô máy phát điện này. Đấy, 3 triệu rưỡi cho anh em. Nhá, chưa có lúc nào là máy phát lại rẻ như thế này anh em ạ nhá. 3 triệu rưỡi anh em là sở hữu ngay một con máy phát điện 3 ký xài gia đình, một máy lạnh, điều hòa, nói chung là tủ lạnh, nói chung là maximum cho anh em thoải mái luôn. Đấy, với cơ giá có 3 triệu rưỡi ha. Quá ngon, thanh lý anh em là 3 triệu rưỡi ha. Máy mới tinh. Anh em chỉ về là đổ nhớt nhá. Đây. À,
anh em chỉ về đổ nhớt vào. À, đây là cái bình nhớt này, mình đổ đầy cái này là được ha. À, đã lắm, dễ xài, cực kỳ dễ xài. Ha, cực kỳ dễ xài với giá 3,5 triệu anh em. Quá rẻ. 3,5 triệu anh em, 3,5 triệu anh sở hữu ngay máy phát điện 3 kg ra xài gia đình. Ngay lúc này mà không mua thì biết chừng nào anh em mình mới mua được cái máy phát điện ha. À, ok anh em, cảm ơn anh em. Quá đã anh em. Vậy giá có 3,5 triệu à? À, ngon lành, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em mình ha. Rồi. Anh em nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ với em để chốt nhá. Tại vì cái số lượng của cái máy này nó cũng khó nhiều ha. Có khoảng tầm 5 máy thôi. Đấy, thì cái giá mà 3,5 triệu thì thật sự là rất là hợp lý anh em. Đấy, cực kỳ là hợp lý ha. Ngon. Đây. Đấy, quay cận cảnh này. Đây này, anh em xem này. Máy nó thiết kế này á, về cái phần motor này, thấy không? Đó. Rồi, mình sẽ cân cái máy này, trọng lượng của cái máy này ha. Đó. Đó, anh em quay sát vào cho anh, quay sát vào. Đó. 40 kg này. Đó. Đấy, 40 kg anh em. Được chưa? Đấy, máy có trọng lượng 40 kg này ha, một cái máy có 3,5 triệu à. Tại vì cái số lượng nó không có nhiều. Nó không có nhiều cho nên anh em nào á chốt thì lên sớm cho em. Giá 3,5 triệu ha. Anh em nào ở gần là mình giao tận nơi luôn ha. Còn anh em nào ở xa thì mình ship thôi. À, ship toàn quốc mà. À, cho nên là cái máy này nó cực kỳ chất lượng anh em nha. Quá đã luôn. Và về cái phần mình khoái về cái phần ngoài của nó thì nó rất là cứng cáp nhá. Cực kỳ là cứng cáp anh em nhá. Đấy. Về cái phần ngoài thì nó rất là cứng cáp, mình sẽ quay sát cho anh em xem này. Thấy chưa? Này. Anh em thấy không? Đó. Máy mới nhá. Máy mới 100% là máy mới ha. Nguyên đai nguyên kiện cho anh em. À, quá đã luôn ha. Đó, giá anh em chỉ có là 3,5 triệu thì anh em còn chần chừ gì nữa ha. Lúc này nó quá là rẻ rồi anh em. Thật sự là quá rẻ luôn rồi nhá. 3,5 triệu thì đúng thật sự là nó quá rẻ ha. Đó. Rồi. Anh em nào mà có nhu cầu thì hãy nhấc máy ha. Hãy nhấc máy alo cho mình nhá. Hãy nhấc máy alo cho mình hai số hotline ở trên màn hình ha. Đó, 3,5 triệu điện 3 kg gia đình thoải mái, hơn có 3,5 triệu thôi. Giá 5 triệu, giảm 1,5 triệu, còn 3,5 triệu anh em nhá. Ok, cảm ơn anh em. Hãy nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mà mình up lên hàng ngày ha. Bây giờ thì mình kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.